trong chương trình thăm và làm việc tại một số nước châu Âu để trao đổi, học tập kinh nghiệm và kết nối thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang quan tâm định hướng phát triển. Đoàn công tác của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến Hà Lan gặp và làm việc với lãnh đạo cảng Rotterdam, công ty STC Next và khảo sát thực địa tại bến cảng APM Maasvlakte II. Phát biểu tại buổi làm việc với ông René Vadelas, Giám đốc phụ trách quốc tế cảng Rotterdam, Hà Lan, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, trong chuyến đi Hà Lan lần này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mong muốn được học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ cơ quan quản lý cảng Rotterdam trong việc quản lý, phát triển cảng biển, tìm hiểu về những chính sách ưu đãi và sự hỗ trợ của cơ quan quản lý cảng đối với doanh nghiệp khai thác cảng. Lãnh đạo cơ quan quản lý cảng Rotterdam cho biết sẵn sàng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thể hiện mong muốn hợp tác với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong những lĩnh vực có thế mạnh gồm chuyển đổi số, xanh hóa cảng, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý cảng, tối ưu hóa hoạt động của cảng. Tại Hà Lan, đoàn công tác tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã làm việc với ông Arsen Hoffman, giám đốc của STC Next, trực thuộc tập đoàn STC. Đây là doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan chuyên đào tạo, cung cấp dịch vụ, giáo dục, tư vấn và nghiên cứu cho các ngành hàng hải và logistics ở khắp các khu vực trên thế giới. Tại Việt Nam, STC đã có 3 cơ sở đào tạo và nghiên cứu, gồm Trung tâm STC Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng STC, Trung tâm đào tạo và nguồn nhân lực hàng hải do tập đoàn STC Group phối hợp với Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với các đối tác châu Âu nói chung và Hà Lan nói riêng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Do đó, tỉnh luôn hoan nghênh chào đón tập đoàn STC đến tìm hiểu cơ hội hợp tác về công tác đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực cảng và logistics trong thời gian tới. Những chuyến công tác tại Hà Lan, đoàn công tác tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến thăm, khảo sát thực địa tại bến cảng APM Maasvlakte II để tìm hiểu về số hóa, xanh hóa trong quản lý, đầu tư, khai thác cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng. Chủ trì tiếp đoàn là ông Robert Rudrock, Giám đốc đối ngoại và chính sách toàn cầu của APMT. Bến cảng APM Maasvlakte II tại Rotterdam, Hà Lan, thuộc công ty APM Terminal, là một trong những nhà khai thác cảng container lớn nhất thế giới, thuộc tập đoàn AP Polymers. Cảng được đưa vào hoạt động năm 2015, là một trong những cảng hoàn toàn tự động với hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến nhất thế giới, được trang bị để phục vụ các tàu container lớn nhất trong tương lai. Cảng Maasvlakte II hoạt động tự động hoàn toàn và không phát thải CO2. Các tòa nhà và địa điểm sử dụng năng lượng hiệu quả, thân thiện với môi trường và bền vững. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bày tỏ ấn tượng tốt đẹp với sự phát triển và kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác cảng biển của công ty APM Terminal, đồng thời bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm số hóa, xanh hóa trong quản lý, đầu tư, khai thác cảng biển của công ty trong tương lai.